Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Tiếp tục một cái sản phẩm xe hàng thương hiệu Mitsubishi Accelerator sản xuất năm 2019, số sàn máy xăng mà bên em Lợi vừa mới lấy về hôm qua. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội nhé, 30F89146 nhé. Toàn bộ xe đây, ngoại thất màu xám lông chuột, xe cam kết bao zin, bao không đâm đụng tai nạn ngập nước cho quý chị nhé. Các bác có thể mang ra hãng hoặc mượn thợ đến kiểm tra check, nếu phát hiện ra đâm sâu tai nạn bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Toàn bộ bốn cánh cửa cốp trước cốp sau đều là nguyên zin. Xe rất là đẹp nhá, Mitsubishi Accelerator, phù hợp cho anh chị em nào mà tầm tiền nó thấp, loanh quanh chưa đến 300 triệu. Chiếc này thì bên em đang giá công khai chào bán là 285 triệu, có bớt có thương lượng cho bác nào nhiệt tình nhá. Đấy, toàn bộ các phần ngoại thất này, nội thất của chiếc xe khá là đẹp, lốp láp còn rất là dày, xe được trang bị la răng đúc, đèn pha của chiếc xe là nguyên bản, kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt hết rồi. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì trong Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào có nhu cầu bán xe lên đời xe alo em Lợi nhé. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Đây là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe nhé, từ tắp ly cánh cửa này khá là đẹp nhé. Xe cam kết không taxi, không dịch vụ nhé, bao zin cho quý anh chị không đâm xô tai nạn nhé. Tất cả tắp ly lên xuống kính điện này, bậc lên xuống này, trải sàn đến ốc cột này. Đấy, nội thất ghế da màu đen, trải sàn da đầy đủ hết rồi. Khâu da nhá, màn hình này, thêm hộp số này, củ số này. Đấy, màn hình Android này, vô lăng ba chấu nhá. Đây là cái ghế phía sau này, tắp ly ghế phía sau này. Toàn bộ thất ghế khá là đẹp và mới này. Trần của chiếc xe đây, đây đây là cốp phía sau của chiếc xe này, ốc cốp này khá là sáng và đẹp nhá. Toàn bộ xe thì cam kết bao zin, không đâm sâu tai nạn ngập nước. Anh chị em có thể mang ra hãng hoặc mượn thợ đến check kiểm tra thoải mái nhá. Đây, toàn bộ các cái phần này, nội thất này, bóng khí là nguyên zin này. Đây, củ số quý chị nhìn thấy rất là đẹp này. Đây là toàn bộ khoang động cơ của chiếc xe này. Đấy, máy động cơ rất sáng và đẹp nhá. Ốc tai này, đến ốc chân đèn này, nhựa rất là sáng và mới. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên này. Máy từ ốc cabo đến ốc chân cabo này, đèn này, đều zin hết nhé. Đầu răng là nguyên bản này. Còn bộ xe thì khá là mới và đẹp đây. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Và đây là cái tiếng động cơ được hoạt động nhé. Máy nổ rất là êm đấy quý anh chị ạ. Review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn của một chiếc xe mang thương hiệu Mitsubishi Accelerator sản xuất năm 2019, số sàn máy dầu, giá đang chào bán là 285 triệu, có bớt có thương lượng cho quý chị nhé. Bạn nào quan tâm liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Lợi xin chào và gặp lại quý bạn.